mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phú Quốc, này, Phú Quốc. Cổ Nham, từ xưa người xuất gia đều biết rằng hạt gạo của Tinh Thi lớn gì núi tu gì, làm sao chúng có thể dỗ cơm ra đất như vậy chứ? Tôi lỗi. Đã biết có tội thì phải đến trước Phật cầu sám hối, dùng cơm sáng xong tự đến trước Phật quỳ ba cái nhang. Dạ. Ha ha ha, 问什么的说。